Và sau đây mình sẽ test gửi lọc SIA80 gửi bác Nguyễn Chí Hiếu nha, ở tổ 4 thành phố Tuyên Quang nha. Cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ nha. Và phối ghép là con Denon 1500R và BMA 2000. Con này giá 10 triệu rưỡi nha, hàng long lanh hết. Con này giá 10 triệu. Này thì em bán rồi, anh em nghe thẩm âm nha trước khi đi. À, mình sẽ chỉnh nha. Tiếng rất là hay. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều. Lời nào ta dốc vào tim nhau chẳng mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua. Vào lính rồi lạnh xa cuộc vui ngày nào còn có gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà làm người thường hay thay đổi. Đời linh có nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bối rối. Rồi anh em cần gì thì cứ alo nha.